Thì em xin giới thiệu một chút xíu về bản thân mình. Em tên là Linh, tên đầy đủ là Trần Nhật Linh. Thì năm nay thì em cũng sắp hoàn thành 18 tuổi rồi. Đó, thì hôm nay thì em rất vinh dự được lên đây để được cùng nói chuyện và chia sẻ, cùng giao lưu với tất cả mọi người. Đó, thì ở tối nay thì mọi người, em mong muốn là mọi người cùng em đó để trò chuyện và đặt ra cho em những câu hỏi trong cái buổi tối ngày hôm nay nha mọi người. Đó, thì thứ nhất là về là em muốn nói với mọi người cái việc đầu tiên là lý do vì sao em chọn DMOND và em chọn cái công việc kinh doanh Nu Skin này để em đồng hành nó. Ở đây thì thực sự về ở DMOND mọi người, khi em rất may mắn, tại vì khi mà em chưa học xong trường thì em đã tiếp xúc được với một cái môi trường mà ở đây thì cái môi trường này có thể là cho, thứ nhất là cho bản thân của em phát triển, và cho DMOND thì cho em được bản thân em được phát triển, bản thân em được phát triển và được bộc lộ những cái tài năng của bản thân em đối với công việc này. Cái điều thứ hai nữa, ở trong cái DMOND, cái mà em nhận được trong này thì thực sự là ở trong đây á, thì em được gặp rất là nhiều anh chị, em được gặp rất là nhiều người giỏi hơn mình, và DMOND thì nó tụ tập tất cả rất là con người. Có người này thì ở đây, tức là có người thì người ở Hà Nội, có người thì ở Hồ Chí Minh, có người thì xuất phát như này, có người thì xuất phát như kia, nhưng ở đây thì tất cả mọi người đối với một mọi người chung một cái ước mơ và chung một cái mong muốn, là ai cũng đều đang mong muốn thành công cả. Vì thế rằng là ở đây thì đối với cái môi trường này thì em thấy là đây là một cái môi trường mà có thể cho em được cùng làm việc và được cùng phát triển đối với những cái người anh chị giỏi hơn ở trong này. Và thực sự luôn, điều mà em thấy may mắn nhất ở trong này, ở trong cái môi trường DMOND này á, thì em được tiếp xúc với những người thầy giống như là anh Tiến, anh Linh, cô Nga, chú Đin hay là thầy Alan De Gao. Vì thực sự luôn, ở đây nếu mà em nói ra, thực sự luôn là đối với cái bản thân em, nếu bây giờ em vẫn còn tiếp tục em đi học nữa, thì thực sự đối với ra ngoài kia, nếu mà em tìm ra một cái công việc khác ấy, hay là em làm một cái công việc khác, thì cái điều mà em được ngồi, em được nói chuyện, em được chia sẻ những cái điều của em đối với những cái người triệu phú, những cái người kiếm rất là nhiều tiền ngoài kia, thì một điều rất là khó. Thì ở đây á, thì đối với một cái khi mà em vào cái môi trường Nuskin này, cái điều mà em nhận được ở đây rằng á, là ở đây thì em có thể làm việc được tất cả với những người, thứ nhất là những người giỏi hơn mình, những cái anh chị lớn tuổi hơn mình. Đó, và ở đây thì mọi người đều chia sẻ hết những cái vấn đề cho nhau, và chia sẻ hết và cùng nhau giải quyết những cái vấn đề đó. Đó, thì ở ngoài kia thì thực sự luôn là em thực sự đối với ở đây á, thì đây là cái công việc kinh doanh Nuskin đầu tiên của em mà em làm cái công việc này. Trước khi mà em ở đây thì em muốn chia sẻ một chút về bản thân em. Đó, thì trước khi mà em tham gia vào cái môi trường này á, em là một cậu học sinh lớp 10. Đó, thì lúc đó thì trước đó thì em cũng đã có xuống Sài Gòn để học qua những khóa học của anh Linh rồi. Nhưng vào cái rất là tình cờ, cái cơ duyên để em đến với cái môi trường này á, thì vào một buổi tối, thì lúc đó em đang ngồi học bài, thì em bỗng nhận được một cái cuộc điện thoại từ cái người anh của mình. Thì anh nói rằng là bây giờ em xuống ở xuống Sài Gòn để cùng anh cùng làm việc với anh, em ok không? Thì lúc đó thì em bỗng dưng, em không có biết sao, nhưng mà lúc đó thì bỗng dưng là thực sự lúc đó thì cái kết quả học lực của em thì nó không có tệ, lúc đó em vẫn học sinh giỏi và khinh khá, vẫn đang là trong quá trình đó, chứ thực sự em không có phải là do vấn đề game gì mà em nghỉ học cả. Học lực của em lúc đó rất là tốt, nhưng bỗng dưng là không biết một cái gì đó, tại vì trước đó em cũng có học qua về cái khóa học của khóa học là mật mã tài năng của anh Linh rồi, thì lúc đó thì em cũng đã thay đổi được rất là nhiều rồi. Đó, thì thì lúc đó thì bỗng dưng là khi mà cái người á, khi mà anh Tiến gọi cho em á, thì nói cho em đưa em xuống Sài Gòn, thì lúc đó thì em đồng ý ngay. Nhưng mà sau khi mà em đồng ý á, thì em có suy nghĩ lại một chút xíu, thì em có suy nghĩ rằng là và lúc đó thì em cũng có ra để em nói chuyện với người ba của mình, để nói chuyện thì cũng nói rằng là cái người anh của mình, tức là anh Tiến á, thì em cũng có gọi cho người ba của mình luôn. Và hai cha con thì buổi tối hôm đó, và em và người ba của mình, thì bắt đầu cùng nói về cái vấn đề mà em xuống Sài Gòn. Thì lúc đó vào tối hôm đó thì em đã ra quyết định, sau khi mà ba người ba phân tích cho em, thì thực sự thì em cũng rất, thứ nhất là em rất cảm ơn ba của em. Thì thứ nhất là ba của em, tại vì là buổi tối hôm đó thì ba người ba phân tích cho em, bây giờ thì nếu mà con muốn đi theo anh Tiến cũng được, thì không có vấn đề gì cả đó, nhưng mà bây giờ trước khi mà làm như vậy á, thì bây giờ ba sẽ ngồi ba phân tích cho con. Thì ba của em, thì ba lúc đó ba phân tích cho em ra là những cái mà mình có khi mà mình làm như vậy, tức là bây giờ ba nói rằng là bây giờ con thử hình dung khoảng độ 5 năm 10, thậm chí là bây giờ con học lớp 10 đúng không, thì con học hết 3 năm trung học phổ thông và 4 năm đại học nữa, thì lúc đó là sau khi 7 năm thì lúc đó con mới ra trường đó, để con bắt đầu đi tìm những công việc mới.
Thì nhưng khi mà con xuống cùng anh Tiến á, thì bắt đầu lúc này thì con cũng có nền tảng phát triển từ lúc này luôn, thì cũng thực chiến luôn, thì bắt đầu con vào lúc này luôn. Thì sau khoảng 5 năm, 7 năm thì lúc đó con là con người khác. Thì từ câu nói thì bắt đầu lúc đó em đưa ra quyết định em mạnh mẽ hơn là em phải xuống Sài Gòn. Thì nhưng khi và chắc có lẽ là em thấy rằng là nhờ cái quyết định đó mà bản thân của em trở nên thay đổi, em thay đổi hơn rất là nhiều. Nhờ quyết định đó mà em trở thành một con người khác, em trở thành một con người mạnh mẽ hơn, một con người có mục tiêu của mình và luôn luôn là làm đến cùng với cái mục tiêu đó đó. Và cái thời gian đầu khi mà về xuống Sài Gòn thì em cũng gặp rất nhiều khó khăn, và em rất là may mắn thì được cái người anh trai của mình, tức là anh Tiến á, ngăn chặn những cái suy nghĩ tiêu cực trước khi mà em có những cái suy nghĩ đó. Thì tức là anh nhốt em ở Sài Gòn trong một cái căn phòng đó trong vòng 2 tháng. Và cái việc của em làm ở trong lúc đó, em chỉ có ngồi nghe những cái video của anh Linh, những cái video của chú Đin. Video của anh Linh thì em lúc đó em nghe về cái bộ là bộ kinh doanh online đó. Thì cái bộ đó cộng với chú Đin là những cái video truyền động lực của chú Đin và những cái like của chú Đin. Thì trong 2 tháng liền em đều nghe những cái video đó thôi. Và bỗng dưng là sau đó một thời gian thì bắt đầu anh Tiến cho em tiếp xúc với tất cả những anh chị ở trong đêm môi trường DMMB. Thì lúc đó bọn dân thì lúc đó thì em là không còn một cái vấn đề tiêu cực gì ở trong bản thân của em cả đó. Và em cảm thấy rằng là nhờ anh Tiến đã cho mình, tức là đã cho mình là ngồi để lọc hết những cái tiêu cực đó ra rồi. Thì lúc đó thì bản thân của em lúc đó em cũng không có gọi là suy nghĩ gì quá nhiều gì đối với cái công việc này cả, và đối với cái việc em nghỉ học cả. Và lúc đó rằng là em theo những cái chiến lược của anh Tiến, em theo những cái giống như là em đi những cái buổi chiều của cô Nga hay là những cái lớp học của anh Linh. Thì thực sự về đối với những cái thời gian đầu của em á, thì đối với những cái lúc đó thì em không có đặt ra quá nặng về cái việc rằng là em phải có được gì ở trong những cái năm đầu tiên em làm. Nhưng cái lúc đó mọi người, cái câu hỏi mà em muốn em đặt ra cho bản thân của mình á, rằng là đối với cái thời gian đầu này, mình thứ nhất mình đã không có kỹ năng rồi, mình cũng không có kinh nghiệm ở gì trong cái công việc này rồi. Và ở dưới này thì mối quan hệ của mình ở Sài Gòn rất là ít. Nên là lúc đó em nói với bản thân của mình là ở đây á, để mình có thể phát triển, để mình có thể mình tốt lên, mình có thể trở nên là thay đổi, mình có thể trở nên khác hơn á. Cái việc đầu tiên không phải là mình suy nghĩ rằng là ở trong những cái năm đầu tiên á, mình không có thể là mình sẽ kiếm được bao nhiêu. Em lúc đó em không có những cái suy nghĩ đó. Nhưng cái suy nghĩ của em lúc đó là rằng là ở những cái thời gian đầu tiên mình mới vào như này này, thì mình sẽ học được gì ở trong đối với những cái thời gian này, mình sẽ học được gì. Và từ những cái thứ mà mình học đó, thì đối với khoảng 5 năm, 10 năm, khoảng độ 5 năm sau, hoặc là 2 năm sau, 3 năm sau thôi, thì thực sự hoàn toàn nó thay đổi. Về ở đây em muốn chia sẻ với mọi người thực sự là em mới tiếp xúc với cái công việc này thì được khoảng là 2 năm rưỡi đến 3 năm nay thôi. Nhưng về cái khoảng thời gian này thì em thấy là đôi khi thì nó ngắn, nhưng mà nhờ khoảng thời gian ngắn như vậy thì em ngồi em nhìn nhận lại bản thân mình, thì em thay đổi được rất nhiều ở trong cái khoảng thời gian 3 năm này. Và em tin rằng là nếu mà khi mà một cái việc gì đó mình làm tập trung và mình ra quyết định ra là mình phải làm nó đến cùng và mình phải luôn chinh phục nó đến cùng, thì thực sự về cái vấn đề gì nó cũng được giải quyết cả đó. Và em cũng rất là may mắn, đối với những cái thời gian đầu tiên thì em cũng đã tiếp xúc với người thầy rất lớn là anh Linh của mình, và em được tiếp xúc với anh Tiến và em theo những cái chiến lược của người này. Thì lúc đó thì thứ nhất về cái bản thân của em thì con người của em thay đổi rất là nhiều. Sau đó sau khi mà em thay đổi được rồi thì bắt đầu lúc đó thì những cái tài chính em kiếm ra thì em cũng có, thì cũng có những cái khoản để em lo cho, thứ nhất lo cho bản thân của mình hoặc là lo cho gia đình của mình đó. Thì để nói về những cái đó thì thứ nhất là cũng là, và đối với khi mà em tham gia vào đây á, thì cái mà em nhận được lớn nhất nữa là cũng từ phía ở công ty của mình đó. Tức là cái công việc của mình á, thì đối với cái môi trường đêm của anh Bin nói riêng á, thì đối với công việc của mình á, thì em thấy rằng cái công ty của mình là một cái công ty mà nó có thể, thứ nhất là có thể là nó cho em một cái nền tảng, nó cho em thấy rõ một cái nền tảng để em tin rằng là nhờ có cái nền tảng này mà em có thể phát triển được trong cái công việc kinh doanh New Skin này, em có thể phát triển dài lâu và em thấy được cái tầm nhìn trong cái công việc kinh doanh này đó. Thì đó là thứ nhất là em thấy rõ là được cái nền tảng của công ty của mình. Cái thứ hai á, mà em thấy được ở trong cái công ty này, cái mà em nhận được từ công ty của mình á, là những cái chuyến tưởng thưởng, những cái chuyến du lịch và những cái phần thưởng khi mà mình hoàn thành xong một cái mục tiêu nào đó. Thì thực sự luôn thì
hồi từ rất là nhỏ, từ rất là khi mà em còn nhỏ thì em có luôn có những cái ước mơ rằng là gia đình của mình, rằng là sau này thì sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, có một cái cuộc sống giàu có, hay là có một cái cuộc sống khác đi so với bản thân bây giờ. Thì từ những cái ngày đầu, ngày rất là nhỏ em thì em cũng có những suy nghĩ đó. Tại vì về thứ nhất thì ở đây thì về cái bản thân của em thì em về cái gia đình của em thì thực sự nó không có phải gọi là nó thực sự nó không phải là cái gia đình gọi là nó giàu có hay khá giả gì cả đó. Và từ những ngày nhỏ em đã có những cái suy nghĩ đó rồi đó. Và ở đây thì khi mà em tham gia cái công việc Nu Skin này, và có một cái hay mà em rất thích rằng là công việc Nu Skin này nó có thể giúp cho em luôn có những cái mà nó làm cho em bất ngờ. Thì thứ nhất là cái việc mà khi mà em làm Nu Skin này thì cái mà em cảm thấy là nó cho mình nhiều nhất, thứ nhất là về cái sản phẩm của công ty. Vì ba của Linh hay là mẹ của Linh, khi mà Linh, em lên Sài Gòn á thì ba của mẹ thì cũng có rất là nhiều, giống như là có rất là nhiều vấn đề, giống như ba em thì bị đau đầu, mẹ em thì bị đau bệnh chân đó. Thì lúc đó thì cả nhà em thì quanh năm suốt tháng thì lo về vấn đề thuốc lá, men thuốc trong nhà rất là nhiều. Nhưng mà cũng nhờ có Nu Skin những ngày tháng đầu á thì em cũng không biết gì cả. Lúc đó thì mọi người cứ nói rằng là em phải đặt mục tiêu em bán lại như này đó, và khi mà em có lại rồi thì em có thể rằng là mua những cái sản phẩm tốt nhất để về cho ba mẹ của Linh đó. Và sau đó thì sau một cái thời gian mà em cũng lên tiếng làm Nu Skin về, thực sự về bây giờ, thứ nhất về vấn đề sức khỏe của ba mẹ của em á thì cũng đã thay đổi rất là nhiều rồi. Thì ba em thì bây giờ cái bệnh đau đầu thì không còn nữa và mất hẳn luôn mọi người. Và mẹ em thì về cái đau chân thì bây giờ thì nó cũng không còn nhiều nữa. Và cái mà em thấy hạnh phúc nhất ở đây á là em có thể giúp được, dẫn được mẹ em ra khỏi nước ngoài. Đó là một cái ước mơ từ hồi nhỏ của em đó. Và em thấy rằng là em rất là trân trọng về hiện tại, giống như là về cái thứ nhất là mình đang có một cái môi trường rất là tốt, môi trường mà cho em phát triển ở trong cái môi trường này, phát triển mạnh mẽ, phát triển tốt ở trong cái môi trường này. Và thứ hai là công ty mà nó đảm bảo cho mọi người rất là nhiều quyền lợi, và nó cho em, thứ nhất là cho bản thân em phát, em thấy được là có thể là những cái công việc này cộng thêm cái môi trường này thì nó là một cái công cụ, và nó là một cái nơi để cho em trưởng thành hơn, cho em phát triển hơn, để vượt qua từng ngày, để em trở nên bản thân tốt hơn đó. Thì đó là những cái mà cái lý do mà em tham gia với công việc Nu Skin, và những cái ngày đầu mà em tham gia ở cái công việc Nu Skin này, ở cái môi trường Demon One Bee này đó. Cái thứ hai nữa thì cái câu hỏi thứ hai á là làm thế nào để em có được, thứ nhất là em có được những cái thứ như ngày hôm nay. Thực sự những thứ mà em có hiện tại á, thì có lẽ đối với một số người, một số anh chị khác thì nó có thể là những thứ nhỏ nhoi thôi, những thứ bình thường thôi. Nhưng mà đối với thực sự với bản thân em thì giống như với bản thân em hiện tại đi đó, thì giống như á rằng là đối với những thứ mà bản thân của em hiện tại đang có thì em, thứ nhất là em cảm thấy rất là trân trọng những thứ đó. Vì có lẽ là trong cái thời điểm này thì mình cảm thấy nó bình thường, nhưng mà mình thường nghĩ những cái ngày mà khi mà mình mong muốn mình có những ngày như vậy thì em rất là trân trọng những cái mà em đang có hiện tại đó. Và từ những cái đó thì em biết rằng là mình phải cố gắng, mình phải nỗ lực hơn nữa để mình có thể đạt những cái tốt hơn, đạt những cái thứ ok hơn để mình có một cuộc sống tốt hơn đó. Thì đó là và cái đó là cái thứ nhất là về những cái mà và cái mà em để đạt được những cái đó thì trải qua rất là nhiều. Thì đối với ba năm mà em tham gia công việc này á thì là để đạt những cái thành công này thì em rất là may mắn, thì em được đi theo sát với anh Linh những cái ngày đầu. Thì á anh Linh đặt ra những cái giống như là những cái kỷ lục ở trong nhóm, hay là những cái của nguyên tắc của trong nhóm. Thì từ đó thì giống như là thời gian thì nó dần dần nó trôi qua thôi, và bắt đầu là nhưng nhờ những cái bài học đó mà em phát triển hơn. Giống như những mà em muốn chia sẻ với mọi người một chút xíu về cái phần lớp học, em thì em là một thành viên của lớp học 5 giờ sáng đó. Thì ở lớp 5 giờ sáng này thì của anh Linh á, thì anh Linh có ra một cái kỷ lục á, thì tức là vào một cái ngày đó thì bạn phải lại đủ 3 triệu, hoặc là đạt đủ 30 bài viết, hoặc là ngày đó bạn phải kiếm 1.000 điểm đó, hoặc là bạn gọi giờ là 400 phút. Thì anh Linh luôn luôn đặt ra những cái như vậy, và nếu ngày hôm nay ai không hoàn thành mục tiêu á thì ngày mai sẽ phải ở lại văn phòng để tiếp tục thực hiện, chừng nào đủ mục tiêu thì lúc đó mới được về đó. Còn ví dụ ngày hôm nay không đạt được mục tiêu thì ngày mai phải làm cho tới khi nào mà đạt được mục tiêu thì lúc đó anh Linh mới cho về đó. Thì từ đó là và chính những cái nhỏ như vậy mọi người, thì nó bắt đầu nó hình thành cho mình những cái thói quen. Giống như là trước đó thì có một cái thời gian thì Linh á, thì thực ra trước đó thì đối với hồi những cái ngày đầu lên Sài Gòn á, thì Linh thường thức dậy vào 7 giờ, thức dậy vào 8 giờ, hay là thức dậy 9 giờ, 10 giờ, tất cả giờ này
và Linh không có một cái gì gọi là có thể thức dậy sớm được đó. Và từ những cái kỷ lục nhỏ như Linh á thì mình phải, và bây giờ thì đều ngày nào Linh cũng thức dậy vào lúc 4:30 đó, với một cơ thể tràn đầy năng lượng và sức sống luôn. Và sau đó, và từ những cái kỷ lục đó, và em thấy rằng là đối với những cái mà để mang lại cho em sự thành công, mang lại cho em ngày hôm nay á, thì tất cả là nó thứ nhất là sự kiên trì và nỗ lực, và luôn luôn với một cái tinh thần luôn luôn học hỏi đó. Thì những ngày đầu thì em học rất là nhiều, em học từ người này, học từ người kia đó, học từ, và từ đó, và từ đó mình đúc kết lại những thứ gì mình nên học từ họ đó. Cộng với là một cái rằng là cộng với thứ nhất là sự học hỏi, và cái thứ hai á là sự kỷ luật, và thứ ba là mình cũng cần một cái môi trường nữa. Tại vì đối với em thực sự luôn á, em thấy rằng là đối với một cái người nào á mà họ có một cái tư duy tốt, họ có kỹ năng tốt, nhưng bỗng dưng là họ không có cái môi trường, thì từ đó thì họ cũng quay lại trở nên một con người bị những cái con người ở một cái trường đó tác động vào cái bản thân của họ. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai á là cái sự kỷ luật, thì hồi nãy em cũng có chia sẻ cho mọi người rồi, thì cái sự kỷ luật dần dần, có thể là những cái ngày đầu bạn bị kỷ luật, bạn bị phải hình phạt như này, bạn bị phải hình phạt nọ, và bạn cảm thấy khó chịu với nó, và bạn bỏ nó, vậy là bỗng dưng bạn mất đi cái, bỗng dưng bạn mất đi, và thứ nhất bỗng dưng là khi mà bạn làm như vậy thì bỗng dưng là thứ nhất bạn mất đi sự kiên trì, sự tập trung, sự làm tới cùng, và bỗng dưng bạn đánh mất cái giá trị của bạn. Và khi mà và những cái lúc khó khăn, những cái lúc mà cảm thấy rằng là khó khăn và cảm thấy mệt mỏi và cảm thấy khó chịu với những cái kỷ luật đó, thì lúc đó thì cảm thấy là đó là một chuyện rất là bình thường rồi. Khi mà ai áp dụng kỷ luật như vậy, hay là khi mà ai bắt đầu thực hiện kỷ luật như vậy, họ đều khó khăn, hoặc là họ đều bực tức gì đối với kỷ luật như vậy đó. Nhưng trong số đó bỗng dưng có một số người rằng là đối với khi anh Linh đặt ra cái kỷ lục này thì đều đằng sau nó đều có ý nghĩa ở đằng sau nó cả. Thì giống như là anh Linh bắt đầu mở cái lớp 5 giờ sáng á, thì ý nghĩa của cái lớp đó thì nó cũng là để cho mọi người thứ nhất là để dậy sớm, và thứ hai nữa thì cũng qua những cái kỷ lục mà đạt lại đó, hay là phải một ngày thì bắt buộc bạn phải gọi 400 phút, hay là một ngày bắt buộc bạn phải viết đủ 30 bài, đó là những cái mà nó giúp cho bản thân của mình rèn luyện hơn lên đó. Giống như là có thể là bây giờ bạn nói không tự tin đúng không, thì bây giờ bạn gọi 400 phút cho tôi, bạn gọi liên tục, bạn phải ghi âm đầy đủ cho tôi, thì thực sự bạn không có thể nào trở nên một người gọi là yếu đuối hay là sợ hãi gì cả. Và em cũng muốn chia sẻ thật với mọi người, thì trước đây cái thời gian đầu em lên Sài Gòn á, thì lúc đó thì thứ nhất về kỹ năng, về kiến thức, về kinh nghiệm gì em không có một cái gì cả đó. Và lúc đó thì em bị thêm một cái nữa là em hay nói lắp, em hay nói cà lăm đó. Và bây giờ nó cũng có, nhưng mà nó ít hơn so với hồi trước rất là nhiều rồi. Hồi trước thì em nói một cái câu thôi, nhưng mà nó mất đến một phút của khách hàng rồi. Cái cuộc điện thoại đầu tiên thì em lúc đó em run, rất là run đó. Nhưng mà khi mà em bắt máy được, em bắt máy lên được cái cuộc điện thoại đầu tiên ấy, thì lúc đó em vượt qua được cái bản thân của mình rồi á. Thì lúc đó thì em bây giờ thì nó rèn luyện em, và bây giờ thì em cảm thấy là bản thân của mình nói rất là lưu loát, và mình cần luyện tập thêm thôi đó. Và giống như cái việc như vậy, và từ những cái việc nhỏ đó giúp bạn trưởng thành hơn, và từ những cái kỷ luật đó nó giúp bạn trưởng thành hơn. Và cái mà em thấy ở đây là để đạt được những cái thành công của ở đây bản thân của em á, đối với bản thân của em thì để đạt được những cái thành công ngày hôm nay, thì thứ nhất là sự kỷ luật, và thứ hai là em cần có một cái môi trường để cho mình kỷ luật, mình thực hiện những cái sự kỷ luật đó, và thứ ba là về sự kiên trì và sự luôn luôn học hỏi đối với bản thân của mình. Thì cái thời gian đầu nếu mà và em rất thích một câu của anh Tiến ở trong anh Tiến có nói rằng là nghe lời làm theo, nhất định làm được. Và em thấy rằng là em áp dụng cái đó ở thời gian đầu nó tốt. Thì thời gian đầu em chỉ rằng là anh Tiến nói gì em làm theo, anh Tiến chỉ cho em làm theo cái chiến dịch gì em cũng làm theo nó cả đó. Thì đó là những cái mà em đúc kết được khi trong quá trình 3 năm nay thì em làm nó là như vậy. Câu hỏi thứ ba là những cái thách thức nào á mà em nghĩ đối với một người mới cần vượt qua, và em là một leader thì em đã làm gì để giúp họ vượt qua cái đó. Ok, thì thực sự luôn á, thì đối với một người mới á, thì người mới thì thực sự để vào cái môi trường của mình á, thì môi trường của mình thì ở trong DMB này em thấy có rất là nhiều người luôn đó. Có người thì nhỏ tuổi, khoảng 15, 16 tuổi, hay là có những cái người giống như cô Nga thì lên 60, 65 tuổi rồi, hay là có những người gọi là những cái người già, hay là những người trẻ rồi, hay là bạn trai hay bạn gái gì, tất cả mọi người ai cũng có, tức là mọi người đến từ rất là nhiều nơi và có rất là nhiều tính cách khác nhau
đó. Và khi vào một cái môi trường á thì em thấy rằng là cũng có rất là nhiều vấn đề đối với một cái người mới, nhưng mà em thấy cái vấn đề lớn nhất á đối với một cái người mới á là chính bản thân họ. Tại vì rằng là có thể là bạn hôm nay là bạn mệt, hôm nay bạn yếu đuối, hay là bạn có vấn đề gì đó thì hay là bạn có một cái vấn đề nào đó đối với gia đình của bạn, hay là đối với những người bạn bè xung quanh của bạn, thì thứ nhất thì bạn phải tự hỏi rằng là thì bạn phải tự hỏi với chính mình rằng là mình khi mà những cái sự việc đó xảy ra thì bản thân của mình đó thì lúc đó như thế nào đó, hay là vì sao mà những cái việc đó xảy ra, và mình phải và thời gian đó mọi người phải biết cách gọi là rằng là mình phải chịu trách nhiệm 100% đối với những cái việc mà mình làm ra. Có thể khi mà mình xảy ra một cái sự cố hay là xảy ra một cái việc nào đó, thì cái đầu tiên, việc thứ nhất là mình phải chịu trách nhiệm hoàn toàn 100% về cái trách nhiệm về bản thân của mình. Và ở đây thì thực sự em cũng muốn chia sẻ với mọi người rằng là ở đây là đối với cái công việc này thì cũng có rất là nhiều người, thì cũng có rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà cái mà em thấy là cái cản trở, cái khó khăn lớn nhất ở đây là chính bản thân của họ thôi. Đó, và ở những cái câu hỏi thứ hai rằng là làm một leader thì em giúp gì em làm cách gì để họ vượt qua. Thì thực sự luôn rằng là ở đây đối với một cái người mới thì người ta cũng có rất là nhiều vấn đề như vậy rồi, thì cái mà để em giúp họ trong thời gian đầu rằng là em cho họ, em tạo một cái group, cùng tạo một cái group trong đây là những cái người mà cùng tham gia vào công việc này, và em đưa ra một cái kỷ lục ở trong cái group này. Tức là ở cái thời gian đầu khi mà bạn chưa biết viết bài, chưa làm viết video, chưa biết làm video viết nội dung gì hay là làm gì cả, thì cái việc đầu tiên là em sẽ tạo ra một group, và lúc đó thì em sẽ bắt đầu kêu họ rằng là bây giờ thì bạn cần một bài quảng cáo, thì bây giờ bạn cái thứ đầu tiên thì bạn phải viết giúp tôi 30 bài quảng cáo đã. Đó, và sau khi mà họ làm đều đặn 30 bài quảng cáo thì tiếp theo mình sẽ bắt đầu cho họ ngồi giả lập nghe những cuộc sale, thì bắt đầu mình sẽ bắt họ ngồi giả lập 400 phút cho tới khi nào họ tự tin. Đó, thì lúc đó bắt đầu là mình sẽ tiếp tục rằng là cái mục tiêu rằng là mình sẽ tăng dần theo từng cấp độ, và mình sẽ huấn luyện theo từng cấp độ. Thì có thể là đối với những cái người mới, mọi người, xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã xem đoạn video clip này, và để chúng ta là người đầu tiên nhận những cái video kế tiếp thì chúng ta hãy bấm vào subscribe của kênh của Linh, chúng ta hãy bấm vào subscribe ở dưới đoạn video clip, và chúng ta hãy nhớ bấm vào nút chuông, nhớ nhá, bấm vào nút chuông. Bởi vì khi chúng ta là bấm vào nút chuông thì mỗi lần mà Linh upload video lên thì chúng ta là người đầu tiên chúng ta nhận được cái video này. Và chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm vào subscribe và bấm vào nút chuông. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại đó là chúng ta bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được video, những cái kiến thức chia sẻ về phát triển về bản thân, kiến thức về kinh doanh làm thế nào để chúng ta thành công, và làm thế nào để chúng ta hạn chế những cái thất bại trong cuộc sống này. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Hãy share video này để cho những người bạn của mình, để cho nhiều người bạn, để chúng ta nhận được những video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở những đoạn video kế tiếp. Mình xem qua là thôi. Đó, thì đối với một cái người mới thì luôn luôn là em cũng đều nói chuyện với họ. Em thì bắt đầu em cũng hỏi thăm họ, và sau đó rằng là em hỏi cái mục tiêu khi họ tới cái môi trường này là gì. Đó, thì bắt đầu họ cũng ngồi họ nói về những cái mục tiêu khi mà họ tới môi trường này. Có người thì vì tiền, có người thì tới đây tìm về một cái tự do, một cái sự tự do, hay là có những người tới đây chỉ vì về cái sản phẩm thôi. Đó, và cái mà để mình thanh lọc, cái mà để mình tìm ra những cái con người tuyệt vời, những con người kỳ cựu, và những người cam kết, và đặc biệt những con người leader, thì ở đây thì nó gói gọn trong cái sự kỷ luật cùng với cái môi trường của mình. Đó là về cái. Và cái, có thêm một cái câu hỏi nữa rằng là ở đây thì những cái sai lầm nào mà em đã gặp ở trong cái công việc kinh doanh này, và em đã mắc phải, và em đã làm gì để sửa chữa những cái sai lầm đó. Ok, thì em muốn chia sẻ với mọi người về thực sự luôn, thì 3 năm thì nó cũng trải qua rồi. Ở đây thì nó không phải là một cái đường thẳng nó đi lên, mà trong đó nó còn có những cái trong đó nó cũng có những cái thời điểm, mà những cái thời điểm đó thì đôi khi là em, bản thân em thì em đưa ra những quyết định sai lầm, hay là em làm những cái điều nó chưa đúng đối với công việc đó. Thì cái mà sai lầm ở đây, cái bạn sai lầm về bản thân của em đối với công việc này là đối với những cái người mà đồng đội của em thì có một cái thời gian rằng là em chỉ quan tâm, em tập trung đối với những cái người khách hàng của em thôi. Đó, và em chỉ quan tâm và tập trung về cái khâu là khâu bán lẻ thôi. Và lúc đó bỗng dưng là em quên đi về cái những cái người xung quanh của em. Thì và em cứ tập trung vào khách hàng thôi, và bỗng dưng là những cái con người đó, bỗng dưng là họ không, khi mà họ vào một cái môi trường này thì bỗng dưng là họ không có ai gọi là
không có ai để chia sẻ, hay là em thì em thường hồi trước thì bỗng nhiên em mắc một cái sai lầm, em ít chia sẻ hay là em ít nói chuyện với những người downline của em, thì em nghĩ là cái đó là cái mà gọi là cái sai lầm của em khi mà làm như vậy. Và em khắc phục rằng là đối với những cái người mới bây giờ thì cái việc đầu tiên rằng là em luôn luôn là tôn trọng những cái lời nói của em đối với bản thân của họ. Cái việc thứ hai á rằng là em luôn luôn đặt ra khi đối với một cái người mới thì em luôn luôn cùng họ ngồi đặt ra, xét ra những cái mục tiêu của mình đó, xét ra cái mục tiêu của họ và cùng họ phát triển đối với công việc này. Thì khi mà em khi rõ ra những cái lý do họ làm cái công việc này, ghi ra rõ rằng là cái mục tiêu của họ làm cái công việc này và cái mục đích của họ làm công việc này đó, và bỗng dưng là khi mà họ gặp khó khăn mọi người, thì lúc đó thì em hỏi là cái lý do vì sao mà bạn lại bắt đầu, rằng là hoặc là mới đây thì em thấy là cái cách của thầy Alan rất là hiệu quả và em cũng đang áp dụng nó. Thì rằng là đối với một cái người mới hay là một có một cái người ở trong team của mình đi, thì khi mà bắt đầu thì em đều đặt ra là em hỏi rằng là thứ nhất là mục tiêu của bạn là gì và mục đích của bạn khi vào đây là gì. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là em đặt ra một cái câu hỏi rằng là trong cái quá trình làm việc này thì bạn phải hiểu rằng là để đạt được như Linh, để đạt được như cô Nga, để đạt được như Jin, hay là để đạt được như thầy Alagao thì họ cũng có một khoảng thời gian họ bắt đầu và họ cũng có thời gian họ khó khăn và những ngày đầu họ cũng có những cái gọi là thách thức với bản thân đó. Nhưng từ những cái thách thức bản thân đó họ vượt qua nó thì bắt đầu dần dần họ trở nên tốt hơn, họ trở nên là mạnh mẽ hơn, họ trở nên là hoàn hảo hơn, hay là họ trở nên tuyệt vời hơn đó. Và ai trong chúng ta thì cũng sẽ có những cũng sẽ có những khó khăn như vậy. Nhưng mà đối với những cái khó khăn như vậy, mình biết rằng nó chỉ là cái thách thức thôi, và mình nghĩ rằng là đây là một cái thách thức ít nhất mình phải vượt qua trước khi mà mình thành công, trước khi mà mình trở thành một người xuất chúng. Thì đây là những cái thách thức mà mình vượt qua, và mình phải biết rằng là nó chỉ là những cái sự kiện mà nó bắt buộc phải trải qua trên cái con đường thành công của mình thôi. Và em thấy và đối với những cái thời gian này thì em thấy rằng là bây giờ thì em phải sẽ, tức là em khi đối với một người mới thì em đều cho họ rằng là khi mà họ gặp khó khăn, khi mà họ tức là họ nản chí á, thì lúc đó thì họ muốn em làm gì đối với bản thân họ đó. Thì lúc đó thì khi mà mình hỏi họ, khi mà mình làm rõ với họ từ đâu rồi á, khi mình vẽ rõ ở cái con đường họ đi từ đâu rồi á, thì sau này bỗng dưng có một cái chuyện gì đó mình ngồi mình nói chuyện với họ thì cả hai bên thì đều không có gặp khó khăn, hay là cả hai bên đều không có khúc mắc nhau gì cả đó. Và chúng ta mắc một cái sai lầm rằng là cái thời gian đầu của em, đây là cái sai lầm của em, thì cái thời gian đầu em mắc sai lầm á là cái khi mà người ta mới bắt đầu vô thì mình không có làm rõ người ta, mình không có nói chuyện rõ với người ta ngay từ đầu. Thì bỗng dưng sau này có một cái chuyện gì, hay là có một cái sự cố gì, hay là có một cái vấn đề gì, hay là có một cái thách thức gì á, thì bỗng dưng thì lúc đó mình nói ra thì hay là người ta nói ra thì cả hai bên đều có vấn đề, tại vì là không nói rõ với nhau từ đầu. Và em thấy là những cái sự cãi vã nhau, hay là những cái vấn đề, hay là kiểu giống như người này chê trách người này ghét với người này, thì thực sự nó là chỉ là cái vấn đề là tại vì hai bên không có hiểu nhau thôi, hai bên không có làm rõ ràng với nhau thôi. Em rất thích một câu của chú Đinh á, rằng là cái gì mà nó càng rõ ràng á thì cái đó mới nó mới càng dễ dàng. Thì em thấy rằng là khi mà ngồi mình vào đối với một người mới á, mà em thấy là khi mà em làm rõ ràng với họ ngay từ đầu á, thì cái kết quả thì đối với những cái ngày mà tiếp theo em làm việc với họ á, thì có cái để em thúc đẩy họ, có cái để em nói chuyện với họ đó. Và sau này hay là có một cái vấn đề nào đó thì em sẽ có những cái để em nói chuyện với họ đó. Thì để có những cái đó thì mình bắt buộc mình phải làm rõ ngay từ đầu đó, mình phải làm rõ với họ ngay từ đầu. Và để có những cái tuyệt vời, cái những cái sự tuyệt vời, những cái chuyến du lịch tuyệt vời đằng sau những cái chuyến đó là những cái sự nỗ lực đó. Và ở đây thì mọi người mọi người thấy á, cái bề nổi của nó là những chuyến du lịch, những sự thành công, nhưng mà cái bề chìm của nó, mọi người biết rằng là để đạt những cái đó thì mình phải trải qua rất là nhiều gọi là những cái thử thách ở trong cái cuộc đời mình đó. Và mọi người phải xem rằng là những cái thử thách đó nó chỉ là một cái sự kiện và trên cái con đường thành công mà bắt buộc mình phải trải qua đó. Thì đó là cái mà nó thúc đẩy cho những cái người mới, và thúc đẩy để cho hay là khi mà có một cái người nào có vấn đề nào đó thì mình sẽ có cách để mình giải quyết đó. Và em thấy rằng là đối với cái công việc này á, và để đạt được như ngày hôm nay nữa, đối với công việc này rằng là cái mà ở đây thì không phải rằng là về kiến thức, về kỹ năng, thì thực sự về ở đây thì ở đây có nhiều người á, khi mà người ta bắt đầu một cái môi trường mới rằng là
cái mong muốn của người ta đều, thứ nhất là mong muốn người ta đều tập trung vào thứ nhất là vào đây để kiếm tiền. Đó, phần lớn thì mọi người muốn vào đây để kiếm tiền. Nhưng mà rằng là ở đây thì em muốn cho mọi người, tối nay thì em mong muốn sẽ show cho mọi người một cái tam giác mà em cảm thấy cái tam giác này rất là ý nghĩa luôn. Đây thì nó sẽ gồm là một cái tam giác. Tam giác thì nó sẽ có gồm là ba cạnh. Thì một cạnh á, thứ nhất là cạnh trên cùng á là cạnh làm người. Tiếp tới á là cạnh tiếp tới á, góc là góc thứ nhất là làm giàu, kiếm tiền. Và cái góc thứ ba là nó là làm giàu. Thì ở đây thì em có thể là cho mọi người xem về cái ở đây thì chắc nó cho em quay ngược lại cho mọi người. Đây thì đây là cái tam giác đối với một người ở trong cái công việc này, thì nó gồm làm người đấy, thứ hai là kiếm tiền, và thứ ba là làm giàu. Đó thì ở đây thì em muốn chia sẻ mọi người một chút xíu á, thì rằng là ở đây tất cả mọi người khi mà bắt đầu với cái công việc này á, thì ai ai cũng mong muốn rằng là mình sẽ kiếm được một cái khoản thu nhập nào đó, hay là vào đây thì khoảng 1 tháng 2 tháng thì mình sẽ có một khoản thu nhập là 30 triệu hay là 50 triệu gì đó. Nhưng mà mọi người phải hiểu rằng á, để có những người có kết quả giống như team mình, giống như chị Song Nghi, hay là có những người đang tạo kết quả nổi bật trong team mình giống như chị Ánh Ngọc đi, thì để người ta có cái kết quả như ngày bây giờ thì người ta cũng đã qua một quá trình, tức là quá trình để huấn luyện và quá trình lọc rồi. Đó thì ở đây thì đối với một người thì rằng là một người thì khi mà bắt đầu công việc này thì mọi người đều có một cái tam giác. Thứ nhất mọi người phải biết là để khi mà mình làm được cái hoàn hảo từ cái bước là làm người rồi á, thì mình bắt đầu lúc đó mình mới kiếm tiền được, và khi mà mình kiếm tiền được rồi thì lúc đó mình mới làm giàu được, chứ không có phải là bục vô một cái là mình, thứ nhất mình không có kiến thức, mình không có kỹ năng, nhưng mình lại muốn kiếm rất là nhiều tiền. Nó là sự vô lý đúng mọi người đó. Nhưng vào khi mà mọi người vào một công việc nào đó, mọi người vào một cái môi trường nào đó, cái mọi người phải đặt ra là mình phải là hoàn, tức là về cái tư duy của mình thì nó phải đi đúng cả. Thì khi mà tư duy đúng rồi thì bắt đầu lúc đó thì mình sẽ học cách làm việc, làm một cái công việc hàng ngày đó. Và sau khi mà mình làm việc tốt rồi thì bắt đầu mình sẽ khi mà cái công việc của mình tốt rồi thì bắt đầu lúc đó hệ thống của mình có rồi, thì bắt đầu mình sẽ tiếp tục chinh phục về cái góc thứ ba là góc cạnh thứ ba là góc cạnh kiếm tiền. Thì đối với một người thì ở đây thì ai ai cũng như vậy cả đó. Thì đây là cái vòng chọn, cái tam giác mà em tâm đắc nhất, em thích nhất ở trong cái quá trình em làm việc, tức là về cái tam giác là có ba cạnh như vậy. Và cô Nga thì cô Nga ở đây thì ở trong cái môi trường này thì em cũng học được rất là nhiều người nữa đó. Thì ở đây là em thấy rằng là cái đối với công việc này, đối với những cái ngày đầu mà em đặt và những cái mục tiêu mà em đặt ra thì em luôn đặt á, thì em thấy rằng là thực ra mình là người trẻ, thì mình thực sự đối với bản thân em lúc này thì khi mà em làm cái gì đó thì em cũng không có suy nghĩ gì cả đó, thì em chỉ một cách là em chỉ làm gọi nó tiến tới thôi. Và em có nghe con Nga nói rằng là một câu rằng là tuổi trẻ là một cái bầu trời không có giới hạn đó, nên bạn bây giờ bạn cứ làm đi đó, bạn cứ làm đi thì bạn và khi mà bạn hành động á thì bạn mới biết rằng là bạn làm được gì. Giống như là bây giờ mọi người có thể rằng là có những người ta kiếm 10 triệu, người ta kiếm 20 triệu hay người ta kiếm 30 triệu trong công việc này đó, thì trong team mình giống như là có chị Song Nghi này hay là chị Ánh Ngọc này đó, là đây là những cái chị mà tập trung và làm ra kết quả rất tốt trong cái công việc trong cái thời gian vừa rồi, và em rất là ngưỡng mộ hai chị này đó. Thì tất cả những con người như vậy thì họ đều rất là hiểu rõ cái việc là khi mà để khi mà mình kiếm được nhiều tiền á, thì cái tư duy của mình nó phải vững, cái tư duy của mình nó phải đi tốt, thì lúc đó thì mình mới kiếm được tiền nó nhiều đó. Còn khi mà giống như là mình thấy là bản thân của mình làm ra một chút kết quả rồi, bản thân của mình làm ra tiền rồi, và lúc đó thì mình cũng không có tập trung đi học, hay là mình cũng không có tập trung để bồi bổ thêm những kiến thức á, thì bỗng dưng là càng ngày thì bỗng dưng là mình cũng không có những cái gì mới cả, và mình bán hàng suốt ngày thôi, và nó chỉ trụ được đến một thời gian thôi mọi người đó. Và ở đây là cái kết quả của những cái mà em nó đã trải nghiệm qua rồi, thì mong muốn là em lên đây để em chia sẻ với mọi người. Thì cái mọi người phải đặt ra câu hỏi rằng là đối với những cái thời điểm hiện tại á, và để đạt được những ngày hôm nay á, thì mình đã đi học những cái lớp nào rồi, hay là mình đã đi học những cái gì rồi đó. Và ở đây thì mình cũng phải đặt ra câu hỏi luôn là giống như anh Linh, cô Nga hay là chú Đin, những người đã rất giỏi như vậy rồi, nhưng tại sao họ vẫn còn đi học đó? Và những cái người đó người ta là team lead platinum 4 star rồi, mà những cái người đó người ta vẫn học đó, thì lý do nào mình vẫn là EZ, đang là Gold hay nhà phân phối gì đó mà mình không học cả đó mọi người? Đây đây là cái mà em thấy được rằng là em rất là sâu sắc,
và thời gian gần đây em rất là ấn tượng, ấn tượng về cái cách mà cách làm việc của anh Linh của mình. Anh Linh thì ở đây thì ở trong cái thời gian vừa rồi á, thì đối với bản thân của em thì em tham gia vào cái lớp 5 giờ sáng của Linh. Thì đối với cái lớp này thì mọi người thì cùng kỷ lục với nhau ở đây mọi người. Thì thực sự cái về cái công việc này nó bản chất nó đơn giản lắm. Thực sự về chiến lược thì nó rõ ràng rồi. Ở đây thì mỗi team thì nó sẽ có một, mọi người sẽ có một cái chiến lược riêng. Nhưng cái mà để giữ mọi người lại, cái mà để cho mọi người làm một cái team phát triển tốt, vì á, bởi vì là trong một cái tập thể như vậy là khoảng có 100%, em thấy là 100%, thì trong đó nó mọi người, nếu mọi người để ý thì chỉ có 20% thì người là tạo ra kết quả vượt trội thôi, còn 80% còn lại thì có ngày thì người ta tạo ra kết quả, có ngày thì người ta không tạo ra kết quả đó. Và mình phải hiểu rằng là để một cái đội nhóm đi tốt á, thì mình cần có một sự thanh lọc và cái sự thanh lọc này thì nó để làm gì? Thanh lọc để mình tìm ra, thứ nhất cái việc cái mục tiêu đầu tiên là để mình tìm ra những cái con người tốt hơn, những con người cam kết hơn, những con người kiên trì, những con người nỗ lực hơn để làm lại. Và mình vô tình mình loại bỏ những cái con người là không kỷ luật đó, không kỷ luật hay là không có phấn đấu, không có cam kết ra. Và bỗng dưng lúc đó khi mà mình làm như vậy á, thì mình lại thúc đẩy những cái người ở trong team, những cái người đang tạo ra kết quả, à bắt buộc mình phải làm rồi, mình phải làm tiếp thôi. Mình không làm tiếp thì mình sẽ bị dính cái kỷ luật này đó. Và ở đây em thấy rất thích, em rất ấn tượng với anh Linh, vì anh Linh đang làm rất gắt và làm rất kỹ về cái vấn đề này. Thì ở đây thì đằng sau mọi cái vấn đề, hay là tức là đằng sau mọi câu chuyện, đằng sau những cái game của anh Linh hay là ở trong đêm của MB, thì nó đằng sau nó thì nó đều có những cái ý nghĩa riêng của nó cả. Thì tất cả đều mong muốn rằng ở đây á, và chỉ trong công việc này mọi người, thì em thấy rằng là cái công việc này thì mình càng phát triển, tức lúc này mình càng phát triển, và mình thì cái người upline của mình á, thì người upline của mình càng hạnh phúc. Và đối với em thấy rằng là cái ngoài gia đình, ngoài ba mẹ của em á, ngoài ba mẹ và những người thân của em ra, thì một cái người mà mong muốn em thành công nhất chính là người offline của em đó. Tức là người offline của em thì luôn luôn mong muốn em thành công, và ở trong cái thời gian này, thực sự đối với đề mục này á, thì thực sự em á, thì em chia sẻ với mọi người luôn thì rằng là trước khi mà tham gia công việc này thì em chưa thể tham gia một cái công việc nào cả, em chỉ là một học sinh lớp 10 thôi. Nhưng khi mà em bắt đầu em bước ra với cái môi trường này á, thì em cảm nhận một cái gì đó nó gọi là rằng là nó ý nghĩa, rất ý nghĩa trong cái công việc này, rằng là cái công việc này em có thể là em không có một cái gọi là kỹ năng hay là kiến thức gì trước khi vào công việc này cả. Nhưng ở trong cái công việc này, được cái là ở trong team này mọi người hỗ trợ nhau rất là nhiều, mọi người hỗ trợ cho những người mà luôn luôn cam kết, mọi người luôn luôn nỗ lực thì mọi người luôn luôn được hỗ trợ. Và đối với ở trong cái môi trường này, em thấy rằng là nếu chỉ cần bạn cố gắng thôi, chỉ cần bạn quyết liệt thôi, đó thì tất cả mọi nguồn lực nó sẽ tới với bạn đó. Và đó là những cái chia sẻ mà ở trong khoảng thời gian 3 năm em tham gia với cái môi trường này, và em rất là biết ơn về những cái bài học của anh Linh, những người leader lớn ở trong team của mình, những cái bài học của anh Linh, anh Tiến, cô Nga hay là chú Đinh, thậm chí là vừa rồi thì team mình được kết nối với một người thầy rất là tuyệt vời, đó là người thầy Alan Degas đó. Thì em thấy rằng là mình rất là may mắn cực kỳ luôn khi mà mình làm ở trong một cái môi trường mà mình được làm việc với những cái con người tuyệt vời như vậy đó. Và từ những cái nền tảng tuyệt vời như vậy thì không có một cái lý do nào mà bản thân của mình không chịu hành động cả. Tại vì em biết rằng là nếu mà bản thân của mình nó không hành động, gọi là nếu mà khi mà mình đạt được cái gì đó mà mình cảm thấy là dễ dãi, mình cảm thấy thư giãn, mình cảm thấy rằng là ok rồi, thì lúc đó thì lúc đó mình đang có vấn đề thực sự rồi. Mọi người phải biết một điều rằng là khi mà bạn càng lên, bạn càng tốt á, bản thân bạn càng phát triển á, thì bạn cần đi học nhiều hơn, bạn cần làm nhiều hơn. Tại vì lúc đó thì bạn gặp rất là nhiều vấn đề, nó không khi mà bạn còn nhỏ thì cái vấn đề nó nhỏ, nhưng mà khi mà lớn lên như vậy thì vấn đề nó rất là nhiều, và lúc đó thì mình phải giải quyết vấn đề rất là nhiều đó. Và khi mà mình giải quyết vấn đề nó rất là nhiều như vậy á, mọi người cứ thử nghĩ thôi, giống như rằng là bây giờ đi ra đường á là một đống lớp bụi rồi, nhưng mà giống như là khi mà đây là bản thân của mình gọi là tắm, giống như một ngày, giống như em ví dụ tắm đi, cái tắm tức là một ngày thì mình cũng tắm 1-2 lần đó. Nhưng mà bản thân của mình thực sự về một ngày, cái điều tiêu cực, một giống như là khi mình gặp một cái vấn đề nào đó thì tiêu cực rất là nhiều, hay là một cái câu chuyện, hay là một ai đó nói thì tiêu cực nó dồn dập vào mình rất là nhiều. Và bỗng dưng cái giống như là mọi người cứ thử hiểu rằng là nó cứ bụi nó cứ dồn dập vào bản thân của mình á,
và mình không đi reset, mình không đi tắm nó, thì bỗng dưng là lúc đó là cơ thể của mình, bản thân của mình cỡ hên càng ngày nó càng tồi tệ hơn. Nên là một cái điều tối thiểu nhất ở đây là mọi người phải luôn luôn học hỏi, luôn luôn học hỏi đó. Và mọi người phải hiểu rằng là mình phải học phải từ những cái học đó thì nó mới giúp cho bản thân của mình, nó cảm thấy rằng là giúp cho bản thân của mình nó cảm thấy rằng là mình cần tiếp thu thêm nhiều những thứ nữa, chứ không phải là như vậy là đủ thôi đó. Và nếu mà đối với một người mà nghĩ rằng là khi mà mình làm ra kết quả rồi và mình chỉ tập trung vào mỗi cái công việc kết quả rồi á, mình tức là mình chỉ tập trung vào bán có lại thôi á, thì hay là mình nó đang là kết quả thì mình không có tập trung đi học á, thì bỗng dưng là một ngày thì khi mà có một cái biến cố nào đó thì mình nhìn nhận lại với những cái người mà đi học á, thì mình đã tụt xa với họ rất là nhiều rồi đó. Đó là cái chia sẻ của em đó. Thì bây giờ là qua cái phần câu hỏi thì ở đây thì nãy giờ thì em nói chuyện thì em thấy rất có nhiều anh chị mới đó, thì ở đây thì không biết là mọi người có cái câu hỏi nào muốn hỏi em không, thì tối nay thì em sẽ giải đáp và cùng giao lưu với mọi người ở trong group này. Thì ai có câu hỏi gì thì mọi người nếu mà ai có câu hỏi gì thì mọi người comment ở phía dưới nha, thì em sẽ trả lời cho mọi người. Hello mọi người. Hello. Đúng rồi chị Lâm Phạm, thì cái ở đây á, tức là mình cần phải nạp kiến thức mỗi ngày đó. Ở đây thì giống như là hồi nãy em có nói á, tắm thì mỗi ngày mình đều tắm đều đặn mỗi ngày 1 đến 2 lần, nhưng mà cái việc mà mình nạp kiến thức mà mình đợi 1 tháng 2 tháng hay 3 tháng mình nạp một lần, thì thực sự về cái lúc đó thì mình đã bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi những cái thứ xung quanh rồi đó. Và giống như bây giờ đối với cái thời điểm hiện tại bây giờ, anh Linh, con Nga hay là thậm chí chú Đinh thì còn đi học rất là nhiều đó, nên là ở đây thì cái mình cần là mình cần nạp kiến thức mỗi ngày. Ok, thì mọi người á, ai mà có câu hỏi gì thì mọi người có thể comment vào bot này để em có thể là cùng trả lời và cùng giao lưu với mọi người. Ok, rồi mọi người ai có câu hỏi gì thì mọi người có thể comment nha. Hiện tại mạng em thì nó hơi bị lag. Ok, ai có câu hỏi gì mọi người có thể comment xuống bên dưới nha mọi người. Hello anh Bảo. Wow, bữa giờ anh Bảo bạn tốt lắm luôn ấy. Đây thì bây giờ ai có câu hỏi gì thì mọi người có thể là comment ở phía dưới á, để em cùng giao lưu với mọi người luôn nha. Hình như mạng nó hơi bị lag, em không có tải được, xem được những cái comment nữa. Anh Hữu ơi, xem giúp bạn giúp em với. Mọi người có ai vẫn thấy mà ai, mọi người thấy, nếu mà ai thấy em thì chấm giúp em với nhá. Ủa nó mạng nó bị sao ta? Ok, live vẫn ok. À rồi, mọi người ai có câu hỏi gì thì mọi người có thể hỏi em bên dưới nha. Không biết nãy giờ không biết nó có cái trôi cái nào không, nhưng mà hiện tại là giờ em chưa đọc. Ok, hơi mờ à. Chắc có lẽ hồi nãy do em áp sát vô màn hình. Ok, mọi người có câu hỏi gì thì mọi người có thể comment ở dưới bot này để em trả lời cho để em cùng trả lời và giao lưu với mọi người luôn nhé. Sorry mọi người, vì tối nay thì mẹ nó không có được ok cho lắm.
Ok. Phương Trình, à, hello chị, ok. À rồi rồi, bây giờ rồi. Ok anh Hữu, làm sao bạn có thể hoàn thành mục tiêu ngày tốt nhất? À rồi, thì đối với câu hỏi này thì thực sự để bắt đầu một ngày mới mọi người, thì giống như là ở đây thì đối với bản thân của em á, thì một ngày mới giống như là một ngày mới thì em thức dậy vào lúc 4:30 sáng. Sau đó thì em vệ sinh cá nhân, thì bắt đầu là em 5 giờ thì em qua nhà anh Linh để ngồi cùng học, vào lớp học 5 giờ sáng của anh Linh luôn đó. Nhưng mà để câu hỏi là làm sao để làm sao bạn có thể hoàn thành mục tiêu một ngày tốt nhất, thì vào mỗi sáng mọi người, thì vào khi mà mỗi buổi sáng em thức dậy á, thì em đều có một cuốn sổ. À, cuốn sổ này là nó là cuốn sổ top 5. Ở top 5 tức là ở đây thì mỗi sáng em đều ghi ra là 5 cái điều mà em sẽ làm trong cuộc đời là gì, 5 cái điều em sẽ làm trong 1 năm, 5 cái điều mà em sẽ làm trong 1 tuần, hay là 5 cái điều mà em sẽ làm trong 1 tháng, và 5 cái điều em sẽ làm trong 1 ngày. Và một cái ngày để bắt đầu một ngày mới á, thì em việc thứ nhất á, là em viết ra những cái việc mà ngày hôm nay mình phải hoàn thành, mình phải cần, và những cái việc đó nó chỉ liên quan tới công việc của em mà thôi. Đó là cái thứ nhất. Và khi mà em viết ra những cái việc đó và bắt đầu là em sắp xếp nó, những cái việc nào thì quan trọng thì mình cần mình phải làm trong buổi sáng, và những cái việc nào mà mình cần làm ra. Và lúc đó thì sau khi mà em ghi ra được những cái công việc mà của ngày hôm đó em làm rồi á, thì lúc đó rằng là thì sau khi mà ghi xong á, thì bắt đầu là em thực hành, bắt đầu là em sẽ chia khung thời gian. Em sẽ chia khung thời gian để bắt đầu là vào giống như là trong cái công việc này thì sẽ có lúc những lúc mà mình tuyển dụng, hay sẽ có những lúc mình sale, mình sẽ xét quảng cáo, thì em sẽ chia ra đối với những cái thời gian này thì mình chỉ việc là mình sale thôi, hay là những cái thời gian mình đưa ra để mình tuyển dụng á, thì đúng cái thời gian đó thì mình để tuyển dụng thôi, và mình không có làm sale trong đó. Và đối với những cái thời gian mà mình đang sale thì mình không có tuyển dụng gì cả. Và mình phải rõ ràng đối với những cái việc này mà mình cần làm, và mình cần phải có một mình soạn ra sẵn những cái nội dung mà mình một ngày hôm đó mình làm đó. Và sau đó thì và cái việc và để đạt được mục tiêu của ngày hôm đó, và cái quan trọng nhất á, mà mọi người đang học á, đó là NLP. Em cảm thấy rằng là cái NLP nó thực sự nó kinh khủng luôn. Tại vì những ngày đầu trước á, thì em cũng đầu tiên thì khi mà anh Linh nói về NLP, những ngày đầu thì em cũng không có tin lắm. Nhưng sau đó khi mà áp dụng nói với bản thân của mình để sáng mai mình dậy sớm, hay là đơn giản bởi cái việc rằng là mỗi ngày thì em đều hình dung ra những cái mục tiêu, hay là đạt được, hay là sau một ngày thì em đều hình dung ra những kết quả mà ngày đó em đạt được, thì hầu như là những cái ngày nào mà em làm cái quy trình buổi sáng á, em làm cái quy trình biết ơn của anh Linh á, thì đều là những ngày đó mà em đạt được những kết quả. Và em thấy rằng là mình cần phải làm nhiều về cái quy trình này hơn nữa, vì thực sự luôn, tại vì là về cái quy trình này thì thực sự nó cũng đã có lâu rồi, nhưng ở đây mà cái mà khi mà em áp dụng là em áp dụng cái này thì em thấy kết quả rất hiệu quả, và em biết rằng là bây giờ mình phải làm cái này đó, và mình phải làm cái đó đều đặn. Tại vì bây giờ bản thân anh Linh đã giỏi như vậy, anh Linh vẫn làm hàng ngày và kết quả anh Linh ra rất tuyệt vời, và không có cái lý do gì mà mình không làm cái nó cả đó. Thì để một cái ngày á, để có một ngày mà nó thành công, một ngày trọn vẹn á, thì em thứ nhất là việc là em list ra những cái em list ra những công việc của ngày hôm đó, và cái hai nữa là em NLP. Vì khi mà list ra công việc đó là mọi người, ý nghĩa đằng sau đó nữa, thì thực sự thì mọi người có thể là sắp xếp được những công việc nào ngày hôm nay mình phải làm đó. Thì giống như là khi mà mọi người sắp xếp được như vậy rồi, thì giống như là buổi sáng á, cái công việc buổi sáng của em là em sẽ set ad, giống như khoảng vào lúc 7 giờ em sẽ set ad đi. Thì bỗng dưng là khi mà 7 giờ em bóc máy vào tay em set, khi mà em set xong em đánh dấu tích một phát, thì lúc đó thì em hoàn thành được cái công việc, một cái công việc trong bao nhiêu cái công việc của ngày hôm đó. Đó thì mọi người hiểu không? Tức là giống như ở đây, tức là khi mà mình đã làm xong cái việc set buổi sáng rồi, giống như là nó chiến thắng, tức là gọi là chiến thắng đầu ngày của bạn rồi ấy. Thì giống như là khi mà mình có một cái chiến thắng nhỏ như vậy, rồi nó sẽ có những cái chiến thắng nối tiếp của nó. Đó thì đối với một ngày thì em thường là em viết ra những cái mà thứ mà mình làm ngày hôm đó. Và thứ hai, em NLP và em đọc tuyên bố mục tiêu 2 tiếng mỗi lần. Dạ, đó là cái. Và cái thứ hai á, câu hỏi thứ hai là: Linh là con trai, ban đầu em bán mỹ phẩm, em có ngại không? Em làm cách nào để vượt qua nó? Ok. Thì thực sự ở đây thì mọi người á, thì ở đây thì thực sự thì để nói về cái vấn đề con trai ban đầu em bán mỹ phẩm, thì thực sự ở đây á, em thì em ở cái thời gian đầu á, nỗi sợ của em rất là nhiều. Nó không có phải là mỗi cái nỗi sợ là sợ bắt máy lên gọi,
sợ rằng là sợ rằng là khách hàng từ chối hay là gì cả. Nhưng mà về cái thời gian đầu khi mà em bóc máy lên gọi, em có rất nhiều nỗi sợ, nào là cà lăm này, nào là sợ khách hàng từ chối này, nào là sợ khách hàng chửi lại này, hay là nào là sợ khách hàng không nghe rõ được cái giọng mình này. Vì lúc đó thì khi mà em vừa xuống Sài Gòn thì giọng em nó không được tốt như vậy, nó rất là cà lăm, nó rất là khó nghe, đó, nó không có nghe tốt như bây giờ và nó cũng không có xuyên suốt như bây giờ đó. Thì và em cũng rất là sợ bán những sản phẩm này cả. Và đối với thực sự đối với bản thân em luôn á, em nói thật với anh rằng là em bán mỹ phẩm á thì em có ngại không? Thực sự em nói thật với anh rằng là em không có ngại, tại vì là đơn giản là khi mình bốc máy lên gọi là mình alo qua điện thoại đó mà, mình đâu có nhìn mặt họ đâu, họ cũng đâu có gươm lại mình đâu, thì mình không có sợ vấn đề gì cả. Em riêng cái đó thì em nói thật là em không có sợ đó. Vì thực sự luôn là con gái hay là con trai cả, bán được hay là ngại hay là gì đó là những cái vấn đề của mình thôi đó. Và mình biết cách là khi mà mình thì lúc đó thì em thường là em vẽ ra khi mà em ngại em không bán thì cái chuyện gì sẽ xảy ra, và khi mà em không ngại em nỗ lực em quyết liệt em bán với người khách thì chuyện gì sẽ xảy ra đó. Và đối với những cái lần đó em đều cách mà em vượt qua khó khăn ấy, thì em đều lúc đó thì em có một cái câu nói rằng là bạn chỉ có 5 giây để quyết định thôi. Sau ví dụ là khi mà bạn có một cái quyết định nào đó, bạn chỉ có 5 giây để quyết định nó. Và nếu mà sau 5 giây á bạn không quyết định nó thì thực sự cái nỗi sợ lớn của nó rất là lớn dần đó. Và bỗng dưng là mình sợ một cái gì đó, giống như là cái việc là mình kiểu giống như là sao ta phải nói là giống như cái việc là kiểu giống như là khi mà mình muốn đi đâu đó nhưng bỗng dưng trong đầu của mình lại có là cái suy nghĩ chần chừ, có suy nghĩ khó sợ, và lúc đó trong 5 giây đó mình không đưa ra quyết định á, thực sự cái buổi đó mình không có đi được đâu mọi người, và mình không có lý do đủ lớn á thì thực sự là mình không có làm được cái việc đó đâu đó. Vì thực sự luôn là cái lúc mà em để vượt qua nó á thì thực sự là em hành động nó thôi, em đưa ra quyết định, mình chỉ có 5 giây để mình lựa chọn thôi. 5 giây có lựa chọn không? Một là không, hai là ok, bóc máy chọn thế nào thì bóc máy lên lúc đó thì và mọi người phải đưa ra, giống như là bây giờ nha, giống như anh thiếu thì có thể là cái vấn đề của mình hiện tại là mình chưa dám tự tin để mình bắt máy lên mình gọi. Thì ở đây thì thực sự em cũng muốn chia sẻ với anh thôi rằng là cái thời gian đầu em cũng có cảm giác như vậy đó, nhưng khi mà em bắt máy lên, em bắt đầu em quyết liệt em bắt máy lên em gọi với khách hàng cái cuộc gọi đầu tiên thì lúc đó là và lúc đó thì anh mới biết rằng là anh cần thay đổi gì. Và anh biết rằng là cái vấn đề là mình gọi khách hàng, mình bóc máy lên gọi khách hàng nó rất là đơn giản, mình chỉ cần bóc máy lên mình gọi thôi, và mình nghe mình nói chuyện với khách hàng thôi, đơn giản nó là như vậy thôi đó, và nó không có vấn đề gì cả đó. Thì anh phải tự tin và anh phải đặt ra quy tắc cho bản thân, trong 5 giây nếu không hành động thì nó sẽ chuyện gì nó sẽ xảy ra đó. Ok. Em gặp khó khăn. Ok. Em gặp khó khăn gì trong khi hoàn thành mục tiêu trong ngày? Thực sự về đối với một ngày của em á thì cũng sẽ là có những cái ngày mà em không chưa đạt được mục tiêu, hay là những có ngày em đạt được mục tiêu. Thì đối với những cái ngày mà đối với tất cả các ngày á thì có một điều rằng là khi mà mình bắt đầu một cái ngày nào đó thì nói chung là một ngày mới thì nó sẽ reset lại. Đó. Thì trong quá trình mà khi mà mình làm việc, trong quá trình khi mà mình đạt mục tiêu á thì nó sẽ có những cái tác động, có những cái gọi là những cái cản trở mình trong quá trình mình làm việc, đó là cái điều mà thường xuyên xảy ra đó. Nhưng mà lúc đó thì cái việc mà những khó khăn, những cái thách thức nó là một việc, còn cái việc mà mình tập trung mình làm ra kết quả thì nó là một việc, nó không có liên quan gì ở đây cả. Tại vì đó là bạn phải hiểu rằng á, tại vì đó là khi mà giống như là bạn khó khăn ấy, bạn khó khăn thì bạn phải biết rằng là nếu mà mình khó khăn, nếu mà mình không thay đổi, nếu mà mình không có tiếp tục tiếp á thì thực sự mình khó khăn, nó càng ngày nó còn càng khó khăn hơn, và nó càng ngày nó và vấn đề của mình nó càng ngày càng lớn hơn. Và đối với những lúc đó thì mình phải hình dung lại cái thời gian này mình đang tập trung vấn đề gì, mình đang phải làm gì, mình khi mà mình làm gì với mọi người, thì khi mà mình làm một cái điều gì đó hay là mình làm một cái việc gì đó thì mọi người phải đặt ra là mình đang làm cái gì đó. Thì mình khi mà bỗng dưng là lúc đó thì mình kiểu giống như là mình giống như mình đang sell đi, mà bỗng dưng một cái việc nào đó bỗng dưng vô thì mình lơ sell, mình không có sell nữa, thì lúc đó là vấn đề ở mình rồi, tại vì mình không có tập trung lúc đó thì đơn giản kết quả không ra thôi. Thì đối với những lúc đó thì mình cần đặt lại câu hỏi của mình cần phải hỏi lại chính bản thân của mình, bởi vì
thực sự không có những cái vấn đề nào cả, và nó chỉ nằm ở trong bản thân của mình thôi. Đó thì nó là cái vấn đề bản thân của mình thôi. Thì thực sự là những cái khó khăn mà em gặp được thì có thể là buồn ngủ này, hay là có thể là kiểu giống như hay đôi khi bị mất tập trung này, nhưng mà em về cái gọi là cái mong muốn và những cái gọi là cái mục tiêu của em, cái hình ảnh mục tiêu của em nó lớn hơn những cái đó rất là nhiều. Thì lúc đó em chỉ tập trung vào những cái hành khi mà em hoàn thành mục tiêu, và tập trung vào những công việc nó giúp cho em hoàn thành mục tiêu thôi. Đó, đó là cái thứ nhất. Anh cho hỏi làm sao để tránh tình trạng sao lãng trì hoãn. Về thực sự luôn, tại vì nếu mà sao lãng trì hoãn thì nó là cái mà chuyện ai cũng gặp cả. Ai cũng đã từng gặp cả, nhưng mà lúc đó đơn giản thôi. Một cái ngày á thì lúc đó cái việc này giải quyết bằng cách rất là đơn giản, và một buổi sáng mình sẽ ghi ra những ngày đó mình sẽ làm đó. Và hoặc là đối với những người thời gian đầu giống như là anh Linh thì anh Linh cùng làm cái đó rất là hiệu quả. Giống như là anh Linh đối với một người á, khi mà bắt đầu họ chuẩn bị chạy quảng cáo hay là họ chuẩn bị sale đi, thì đối với một người chuẩn bị chạy quảng cáo thì họ anh Linh đều biết họ viết một ngày viết 30 bài content khác nhau về một cái sản phẩm đó đó. Thì và còn sale thì anh Linh đều gọi 400 phút đều cho là gọi 400 phút cả. Thì mình thì khi mà mình làm một cái gì đó thì mình đều tập trung vào những cái đó thôi, chứ đều tức là mình sẽ chia ra một cái khoảng thời gian để mình chỉ tập trung cái đó, và trong quá trình mình tập trung cái đó thì mình chỉ làm cái đó thôi. Và mình không, và bỗng nhiên có một ai đó kêu mình đi đâu đó, hay là ai đó một kêu mình làm gì đó, hay bỗng nhiên có một chuyện gì đó thì mình cứ để qua một bên, mình chỉ tập trung cái chuyện đó thôi. Thì cái lúc đó thì nó giảm đi cái tình trạng tránh tình trạng sao lãng và trì hoãn rất là nhiều. Còn ở đây có một thêm một câu là trì hoãn nữa. Trì hoãn thì thực sự luôn là trước đây mình cũng trì hoãn rất là nhiều. Về thực sự trước đây mình cũng trì hoãn rất là nhiều. Nhưng ở đây thì mình rất là may mắn khi mà ở trong cái môi trường này, vì ở trong DMB có một cái khóa học mang tên là Leadership. Thì khóa học này thì thực sự hồi trước thì em trì hoãn rất là nhiều. Khi mà em nói cái việc gì đó thì em làm gọi rằng là làm thì kiểu giống như là mình rất ít khi làm. Nhưng khi mà mình đi, khi mà em đi qua cái học khóa học đó thì em tham gia cái này khoảng 2 năm, thì thực sự về bản thân của em thay đổi hoàn toàn, thay đổi về cực kỳ về góc nhìn. Thứ nhất là em có một cái tầm nhìn đó, thì thứ nhất là em có một tầm nhìn, và thứ hai là em nhìn rõ ra được cái mục tiêu của mình, và thứ ba rằng là về cái khóa học đó thì nó cho em tức là cho em sự tự tin hơn, em tự tin hơn rất nhiều, và em cũng không có sợ hay là bất kỳ điều gì quá nhiều đó. Và cái thứ hai em nhận được ở đây rằng là em bỏ đi được cái sự trì hoãn cho bản thân của mình đó. Và em thấy rằng là cái lớp này nó rất là hiệu quả, và mọi người bắt buộc ở đây ai chưa đi phải đi ít nhất một lần trong đời. Thì em thấy là trong cái live này thì cũng có một cái số anh chị đã đi qua cái lớp học này rồi, thì mọi người có thể là comment giúp em cái cảm nhận á khi mà mấy anh chị đã đi qua cái lớp học này. Thì thực sự đây là một cái lớp học, đây là một cái khóa học mà em cảm thấy rằng là bản thân của em đã thay đổi, bản thân của em phát triển ở trong này rất là nhiều. Mà chi phí của lớp học này thì nó không hề cao chút nào cả. Và em thấy đối với cái việc mà bản thân của bạn trở nên tốt hơn, cái việc mà bản thân trở nên bạn hiệu quả hơn, mà bạn cũng không dám đầu tư, nhưng lúc đó bạn lại đi đầu tư những cái thứ mà nó đang không giúp cho bạn trở nên tốt hơn, không giúp cho bạn trở nên ok hơn. Thì thay bằng cái việc đó là mình sẽ tập trung, mình giống như khóa học này mọi người thực sự nãy giờ em quên, nhưng mà đối với ở đây em mà thay đổi, em mà trở thành như vậy nhiều nhất chính là từ cái khóa học Leadership của anh Linh. Thì đây là cái khóa học này thì mọi người có thể đăng ký đối với những người ruby up của mình, đối với những cái người mà giới thiệu cho mình vào cái live stream này đó. Thì đây là một cái khóa học rất là ý nghĩa, trong đó thì mọi người sẽ cùng nhau, sẽ mọi người sẽ hiểu rõ được cái tinh thần đồng đội trong đó, và mọi người sẽ cùng nhau làm một việc đó, mọi người sẽ cùng nhau làm một việc và sẽ có 3 ngày 3 đêm không ngủ đó, và mọi người và 3 ngày 3 đêm không ngủ chỉ để chinh phục một cái mục tiêu đó. Thì tất cả những cái điều tuyệt vời, những cái điều tinh hoa và những con người leader á, thì tất cả những con người leader đều được tạo ra từ đây cả, đều được sinh ra ở đây. Và em thấy rằng là đối với những người nào mà kết quả đang rất tốt trong cái công việc kinh doanh New Skin này, hay những cái anh chị leader, thì tất cả mọi người này ai cũng đã đi qua về cái lớp học này cả đó. Và nếu mọi người đang gặp trì hoãn hay là sự sao lãng thì mọi người có thể đăng ký ngay với người offline của mình về cái lớp học này. Thì về lớp học này thì tháng 7 chúng ta sẽ tiếp tục tổ chức tiếp đó. Thì mọi người có thể là inbox trực tiếp để hỏi thêm về cái khóa học này. Đây là cái khóa học mà em thấy rất là tuyệt vời luôn, mà nãy giờ mà em quên nói với mọi người đó. Ok, câu hỏi của anh Thanh Tùng. Em nhỏ vậy mà đã leader dẫn dắt mọi người, anh muốn hỏi các em leader thì em có khó khăn việc
khó khăn trong việc dẫn dắt đội nhóm và hầu hết là anh chị lớn tuổi hơn em, và em đã giải quyết nó như nào? Em rất cảm ơn câu hỏi của anh. Từ sự luôn là ở đây về cái tuổi tác của em á, thực sự thì ở đây thì em chia sẻ với mọi người thì năm nay em cũng sắp 18 tuổi thôi, khoảng 4 tháng là em sẽ đủ 18 tuổi rồi đó. Nhưng ở đây thì em nhỏ và em đã là một người leader dẫn dắt mọi người thì thực sự luôn mọi người, ở đây á là nó là chỉ cái việc là em chỉ là người tới trước đối với công việc này thôi đó. Và bất kể người tới sau hay là thậm chí là anh Tùng ví dụ khi mà tham gia vào công việc này thì một thời gian anh Tùng hoàn toàn có thể tạo ra kết quả hơn em, và em chỉ là một người gọi là một người đi trước tất cả mọi người thôi đó. Và ở đây thì cái của em rằng là những cái kinh nghiệm của em, em đúc kết những cái mà thành công của em, những cái bài học của em để hướng dẫn lại cho mọi người, những cái nào mà nó đưa ra kết quả, đưa ra những cái chiến lược nào mà nó tạo ra kết quả đúng cái thời điểm đó thì em đều đưa tất cả cho mọi người thôi. Đó thì em dẫn dắt cho mọi người bằng cách rằng là trong đêm của MBA của mình thì nó sẽ có những cái lớp học của anh Linh, giống như là lớp học hành trình xuất chúng, Rip People Business, hay là Đại học Triệu Phú, hay là về lớp leadership, thì em đều là sử dụng những cái đòn bẩy đó. Tại vì khi mà thực sự về bản thân của em, có thể rằng là em về vấn đề là em nhỏ tuổi thì em có thể là em giống như là em nói với những cái người thì người ta không có thể là nghe em, hay là giống như là khi mà những cái lời em nói ra thì đôi khi có một số người thì người ta không có làm việc được với em đó. Thì em tận dụng những cái đòn bẩy ở trong team của mình có là những cái lớp học, thì giống như cái lớp học Rip People Business thì mọi người có thể vào đó, thì một người không biết gì về máy tính thì qua cái lớp đó thì một người mới sẽ hiểu rõ rằng về cái cách mà viết một bài quảng cáo, hay cách để mình chạy một bài quảng cáo, và cách mình telesale, và cách để mình upsell đó. Thì nói một cái người mới thì cái lớp Rip People Business thì nó sẽ đào tạo cho một người về cái kỹ năng ở trong công việc này đó. Còn về cái tam giác làm người ở đây thì mọi người bắt buộc phải trải qua lớp thứ nhất là lớp Đại học Triệu Phú, và lớp thứ hai là lớp leadership. Thì hai cái lớp này thì nó tóm gọn cho mọi người và làm rõ cho mọi người về cái tam giác là làm người với mọi người. Và sau khi làm người thì bắt đầu mình tiếp tục mình học cái lớp Rip People Business, thì nó sẽ dạy chúng ta cách làm việc đó. Và trong đó thì cùng với trong cái thời gian mình làm việc đó, thì mình sẽ cùng nhau tạo nên cái hệ thống của mình, thì bỗng dưng thì lúc đó thì tiền nó sẽ ra từ hệ thống đó. Khi em làm leader thì em có khó khăn trong việc dẫn dắt nhóm, khi hầu hết tất cả anh chị đều là lớn tuổi hơn em. Chính xác, về cái này thì thực sự về luôn là tất cả những người anh ở trong team em thì ai cũng lớn tuổi hơn em cả. Hồi trước đây thì em cũng có làm việc với những cái người anh lớn em đến 20 tuổi lận đó, thì phải gọi là bác rồi đó. Nhưng ở đây thì đối với em rằng là em không có đặt ở vấn đề là nhỏ tuổi hay lớn tuổi gì trong đây cả. Em thì đối với môi trường này thì em thấy là ai cũng đều như ai cả, ai mà cố gắng, ai thì nỗ lực thì người đó thì sẽ nổi bật trong cái môi trường này. Hay là ai nữa mà trao giá trị nhiều, hay là làm kết quả đó tốt, thì lúc đó người đấy bỗng nhiên là người ta là gọi là chú ý nhiều đó. Nhưng mà những cái khó khăn ở trong khi dẫn dắt đội nhóm thì nó rất là nhiều khó khăn, thì khó khăn từ giải quyết vấn đề cho gọi là những cái người đó thôi. Đó là những cái vấn đề, những cái khó khăn, thì lúc đó thì em là quay lại em giải quyết cho họ, giống như lúc ban đầu cái lúc mà em chia sẻ với mọi người á, rằng là mình phải làm rõ đối với một người nào đó, thì em đều làm rõ với mọi người, là tức là làm rõ thứ họ muốn và làm rõ thứ những khi mà họ gặp vấn đề thì em sẽ giúp họ theo cách nào. Còn cái việc mà lớn tuổi hay nhỏ tuổi thì khi mà cùng em ngồi và em nói chuyện với mọi người, em nói chuyện với những con người đó, thực sự mọi người thì ở đây thì em sẽ nói rõ với mọi người rằng là ở đây là một cái môi trường cởi mở, thì đối với ở đây thì em sẽ cho họ thấy rằng là cái lứa tuổi nào cũng làm việc được cả. Đó, lứa tuổi nào cũng làm việc được cả, và từ đó thì em có thể làm việc được những cái anh chị lớn tuổi dễ dàng hơn. Và quan trọng nhất là đôi khi mà mình làm việc đội nhóm mọi người, thì mình biết rằng đối với những cái người downline của mình á, là những cái người mà nó bổ trợ trong công việc của mình, hỗ trợ cho mình những công việc của mình, thì cái việc mà ở đây là mình luôn luôn thứ nhất phải giữ sự tôn trọng đối với những người ở trong đội nhóm của mình. Thứ nhất là sự tôn trọng, và thứ hai á là mình sẽ phải giữ cái lời hứa của mình đối với họ. Và đó là một cái mà những cái yếu tố mà những người leader cần, đó là sự rõ ràng, sự tôn trọng và sự cam kết đối với người downline của mình. Thì khi mà mình làm như vậy á, thì những người downline của mình rất là quý mình đó. Và những người downline của mình thì khi mà thấy mình quyết liệt như vậy rồi, và quan trọng là bản thân của mình nữa, nếu mà một người leader á, nếu mà chỉ suốt ngày yếu đuối trước
dưới ngày ngủ gật thì những sao chép với đội nhóm cũng sẽ xuống ngày ngủ gật. Và quan trọng á, rằng là em rất thích câu của Alan DeGaal nói rằng là bây giờ nếu bạn muốn thay đổi thì bản thân của bạn thay đổi, nếu bạn muốn cuộc sống của bạn thay đổi thì bạn phải thay đổi cả, thì tất cả nó đều xuất phát từ mình cả. Thì mình phải là một người leader mẫu mực, một người leader làm gương và một người leader chuẩn. Lúc đó thì mình mới sao chép những người ở dưới mình một cách chuẩn và một cách ok. Đó thì có thể là mọi người, nếu mà mọi người muốn sao chép chuẩn ok thì có thể là tham gia về một cái chương trình lớp học của anh Linh. Và cái combo lớp học này nó chỉ có 10 triệu thôi. Đó, và mọi người để học được 3 lớp. Thứ nhất là lớp Rich People Business. Và thứ hai là mọi người có thể học được lớp Đại học Triệu Phú, được gặp người thầy Alan DeGaal, một người triệu phú bán Yoyo được lại được đến 30 triệu đô từ con Yoyo, và Nu Skin từ 10 triệu đô từ Nu Skin. Đó, và lớp leadership của mình phải cho mọi người thấy rằng là nó ở lớp leadership thì nó sẽ cài đặt cho mọi người, giống như là trong quá trình mà mình đi cuộc đời từ 1 tuổi giống như 1 tuổi đến 18 tuổi thì mình sẽ gặp rất là nhiều thứ mà lúc đó thì làm cho cái bản thân của mình những cái hành động bây giờ từ những cái thứ đó. Đó thì cái lớp leadership á, thì nó sẽ giúp cho mình cài đặt lại cái tiềm thức của mình một cách rõ ràng và một cách rõ ràng và sâu sắc đó. Rồi em có thể viết ra một ngày của em nó diễn ra như thế nào cho mọi người nghe thử được không? Thực sự ở đây thì em cũng có thể chia sẻ cho mọi người luôn. Đối với một ngày của em á, rằng là một ngày thì em đều biết rằng là ngày hôm nay là ngày bao nhiêu. Cái việc đầu tiên là em ghi ra cái ngày hôm đó. Thì sau đó, sau khi mà em ghi ra ngày hôm đó thì bắt đầu là em sẽ list ra một cái ngày. Thì thường á là em sẽ ở đây thì bắt đầu em sẽ nói cho mọi người nghe về một cái ngày của em. Thì một ngày của em thì em thức dậy lúc 4:30 sáng. Sau đó là em qua Linh. Đó, qua Linh thì bắt đầu là lúc 5 giờ thì bắt đầu lớp học. Lúc đó thì em sẽ cùng sinh hoạt với mọi người trong lớp NOB tới vào khoảng 7 giờ. Thì khi 7 giờ thì tại vì nhà với em với nhà Linh sát bên thì luôn là 7 giờ 5 phút thì bắt đầu là em vô em vệ sinh cá nhân một chút xíu, sau đó là khoảng 7 giờ 15 thì bắt đầu em ra. Đó, em set ad, tại vì ad thì ad của em 2 tiếng thì nó bắt đầu nó cắn tiền luôn, thì bắt đầu là em set ad thì lúc khoảng độ là sau đó cái việc đầu tiên em set, sau đó là em vào để em chim mồi đó, để em sitting, sau đó là sau khi sitting xong rồi thì bắt đầu là em ngồi, em sẽ đăng những cái bài tuyển dụng vào những cái khung giờ là từ 7:30 đó, em đăng khung bài tuyển dụng cho tới 7:30 và sau đó thì bắt đầu em cùng mọi người làm quy trình, mọi người cùng làm văn phòng, cùng làm NLP với nhau. Thì sau đó 8 giờ thì bắt đầu em ngồi em list lại những cái việc mà hôm nay mình phải làm một lần nữa, thì mình sẽ làm, khi mà mình làm được cái việc đó thì những cái việc cụ thể mình làm phải làm việc đó là việc gì. Sau đó khoảng tới khoảng 9 giờ thì lúc bắt đầu số ra, thì bắt đầu em sẽ sell từ 9 giờ cho tới 11 cho tới khoảng độ 11 rưỡi đó. Và sau 11 rưỡi thì bắt đầu em nghỉ trưa, sau đó buổi chiều thì em sẽ dành thời gian cho đội nhóm của mình hơn, thì buổi chiều thì em sẽ hỗ trợ cho những người mà ở Dallas của em, những người đang về cái thời gian học ad và học viết content đó, học sale, thì buổi chiều em dành ra khoảng độ tầm là 1 giờ tới 4 giờ để 3 đến 4 giờ thì lúc đó thì thời gian em hỗ trợ. Sau đó là từ khoảng độ 4 giờ thì bắt đầu là em sẽ giải thứ nhất là nếu mà có những cái việc gì em sẽ giải quyết trong thời gian là khoảng 15 phút. Thứ hai là thời gian này thì em sẽ ngồi list lại những cái người dân. Xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã xem đoạn video clip này. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận những cái video kế tiếp thì chúng ta hãy bấm vào subscribe của kênh của Linh. Chúng ta hãy bấm vào subscribe ở dưới đoạn video clip. Và chúng ta hãy nhớ bấm vào nút chuông. Nhớ nhá, bấm vào nút chuông. Bởi vì khi chúng ta là bấm vào nút chuông thì mỗi lần mà Linh upload video lên thì chúng ta là người đầu tiên chúng ta nhận được cái video này. Và chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm vào subscribe và bấm vào nút chuông. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại đó là chúng ta bấm vào nút chuông. Bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được video những cái kiến thức chia sẻ về phát triển về bản thân, kiến thức về kinh doanh làm thế nào để chúng ta thành công và làm thế nào để chúng ta hạn chế những cái thất bại trong cuộc sống này. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Hãy share video này để cho những người bạn của mình, để cho nhiều người bạn để chúng ta nhận được những video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở những đoạn video kế tiếp.